quý nhà đầu tư, thì Vinh hôm nay là ngày 23 tháng 6, Vinh quay trở lại với tiến độ dự án Takashi. Thì quý nhà đầu tư là các công nhân đang tiến hành làm những cục thép để chuẩn bị là đào hầm cho làm móng cho cái dự án Takashi. Thì hiện tại bên đây thì hiện tại đang khoan cọc, và phía xe là dàn thép đang làm nhà điều hành 4.000 m², sẽ là nhà mẫu trong tương lai để quý nhà đầu tư tới tham quan và giao dịch ngay tại dự án. Thì ngày 23 tháng 6 này thì công nhân cũng đang triển khai tấp nập để mà hoàn thành tiến độ dự án và bàn giao căn hộ sớm nhất cho quý nhà đầu tư. Thì hôm nay là lúc 6:25, Vinh cập nhật tiến độ sớm nhất, và hiện tại là nhà đầu tư thấy là nắng cũng đang lên và công nhân cũng đang thực hiện với tốc độ và số lượng người lao động nhanh nhất để mà có thể là hoàn thành tiến độ.